Xin chào các mẹ và bé, chào mừng đã quay trở lại với channel Là Mẹ. Cô là Loan và đây là Sherry, dạy con học tiếng Anh tại nhà một cách dễ hiểu, chi tiết và chính xác nhất. Nào, chúng ta bắt đầu bài học hôm nay chưa nhỉ? Hôm nay cô sẽ dạy một bài học rất là thú vị, rất là quen thuộc. Cô sẽ giúp các em gọi tên các đồ vật trong gia đình bằng tiếng Anh một cách chuẩn xác nhất, phát âm chuẩn nhất. Chúng ta cùng xem nhé. Đồ đạc, vật dụng trong gia đình hàng ngày nào. Khi chúng ta bước vào trong nhà, đầu tiên là chúng ta sẽ mở cửa ra, phải không? Cái cửa, cửa ra vào chúng ta sẽ có từ door. Door có nghĩa là cửa. Door. Đã nhìn chưa nhỉ? Door, cái cửa. Nó được phiên âm là như sau. Âm đầu tiên là âm d, d. Đây là nguyên âm dung nhá. Đây là phụ âm dung d, d. Chúng ta phải d, d mạnh ra và nhớ dung ở giữa cổ này. D. Chứ không phải là d như tiếng Việt, chứ không phải là d d mà là d. Lấy hơi mạnh ra và mạnh ở đây là d, d, o, r, chữ r, r, o, ngân ra một chút, đỏ, uốn lưỡi lên âm cuối nhé, âm r, r, đỏ, lại nào, đỏ, đỏ, đó là cánh cửa, đỏ, chúng ta làm lại theo cô một lần nhé, đỏ, đúng rồi, cửa. Và tiếp theo cái bàn hàng ngày thì là table, 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 âm tờ, âm bật hơi nhá, a, chay, nguyên âm đôi e i a, table, bờ table. Chúng ta đọc nhanh hơn nhỉ? Table là cái bàn. Table, bàn thì sẽ đi liền với ghế, đúng không nào? Ghế chúng ta có từ chair. Chair, âm trò nhá. Chúng ta phải chu miệng ra và trò lên. Âm L, nguyên âm đôi L, 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 kết hợp âm trò với L. Chair, chair, cái ghế. Nhớ âm đầu tiên là âm ch, chúng ta phải ch, trò ra và chu miệng lên chút. Chào, chào. Tiếp theo, nhà chúng ta sẽ có cái giường phải không nhỉ? Giường, bed, bed. Âm đầu tiên là âm b, e, d. Đây là âm nguyên âm đơn, e thả lỏng. Chúng ta sẽ lấy hơi sâu và thả hơi từ từ ra, e. L, L, B, E, D, 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 âm cuối nhé, D, D, bed, bed, đó, chúng ta nghe thấy âm cuối của cô nhỉ, âm đầu tiên, P, B, B, bật tiếng nhé, bed, bed, cái giường, bed. Tiếp theo chúng ta sẽ có tủ quần áo. Tủ quần áo để đựng quần áo phải không nhỉ? Chúng ta sẽ từ wardrobe. 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 Nó sẽ được viết âm như sau. W O N R R và O. Có hai âm tiết. Âm đầu tiên thế nào?
word. Chúng ta sẽ đọc âm trước và âm sau rồi chúng ta sẽ ghép lại cho dễ nhé. Word. O o word. Word. Tiếp theo âm được sao là o trong này. R r o road. 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 Chúng ta ghép hai từ này vào nè, đọc nhanh hơn nào. Nào, âm kéo dài âm o này chút và âm o đằng sau chút. Walk road. Walk road. Lại nào. Walk road. Có nghĩa là tủ quần áo. Walk road. Tiếp theo, nhà chúng ta ai có cái tivi rồi không nhỉ? Tivi là television. Nó sẽ được viết như sau. Television. Từ này hơi dài nhá. Che. Ta sẽ đánh cho âm âm tiếp từ đầu. Chúng ta nhớ mạnh âm đầu. Che. Che. Âm hai. Play. Vi. Television. Nào chúng ta nhìn này. Có 4. Đầu tiên. Television. Nhớ âm cuối dần cũng ra cũng hơi chung miệng nào chút dần. Television sẽ hạ giọng xuống. Television. Lại nào. Television. Television. TV. Television. Dần television. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có từ quạt. Cái quạt là gì nhỉ? Quạt rất là thông dụng hàng ngày phải không? Fan. Fan. Đây là âm E đẹp. E bướm nhá. Chúng ta âm căng. E. E. Âm đầu tiên. E. N. Fan. Fan. Nhớ âm cuối chúng ta. Fan. Fan. Đây là nghĩa là cái quạt. Tủ lạnh. Tủ lạnh chúng ta sẽ có từ gì nhỉ? Fridge. 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 Từ này âm cuối chúng ta nhớ phải đọc nhá. D. F. Fridge. Fridge. Chúng ta đọc lại. Fridge. Ghép lại nhá. Nói nhanh. Fridge. Fridge. Nhanh, quan trọng là chúng ta phải có âm cuối nó sẽ bật lên và nó sẽ là chuẩn nghĩa này nhá. Fridge. 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 Tủ lạnh. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ máy giặt. Washing machine. Washing có nghĩa là giặt. Machine máy, máy giặt. Washing. Washing machine. Washing. Washing thì ăn được phiên âm như này. Washing. Chúng ta nhìn rõ nhỉ? Đây là âm s. Nhớ s. S. Machine. Đây là âm y căng nhá. Chúng ta đọc lại từ đầu tiên nhá. Washing. Wash. W. O. Swing. S. Nhớ s. Swing. Washing. Từ tiếp theo m. O. Nhấn vào âm thứ hai nhé. Xin. Xin. Mơ xin. Mơ xin. Ghép hai từ nào. Washing. Mơ xin. Xuống tạo người lên. Washing. Mơ xin. Có nghĩa là máy giặt. Chúng ta đọc lại từ này nhé. Từ này có hai. Washing. Mơ xin. Nhớ. Washing. Machine, máy giặt. Từ cuối cùng chúng ta sẽ có từ nghĩa là đèn, bóng đèn sáng đó. Sẽ là
light, light. Light. Âm nguyên đôi AI nhá, chúng ta sẽ nâng ngang giọng ra một chút và âm cuối âm bật hơi tớ. Tiếp theo AI I L I light light, đó có nghĩa là cái đèn. Vậy là cô đã hướng dẫn chúng ta 10 vật dụng quen thuộc trong gia đình phải không? Bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại theo cô nói nhé. Bắt đầu. Đỏ. Đỏ. Nhớ cong lưỡi phần cuối lên. Đỏ. Cửa. Đỏ. Tiếp theo ta có từ table. Table có nghĩa là cái bàn phải không? Table. Tiếp theo chair. Chair. Cái ghế. Nhớ âm chúng ta phải chu miệng lên một chút và chờ ra nhé. Chair. Từ giường có nghĩa là giường thì dễ rồi. Bed. Bed. Nhớ âm d d. Bed. Tủ quần áo. Wardrobe. Wardrobe. Có hai từ nên chúng ta thường xuyên luyện tập thì sẽ dễ hơn nhé. Wardrobe. Wardrobe. TV. Television. Television. Dần. Television. TV. Fan. 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 Nhớ cuối. Fan. Cái quạt. Fridge. 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 Cái tủ lạnh. Nhớ âm cuối. Fridge. Tiếp theo washing machine. Washing machine. Nhớ âm washing machine. Máy giặt. Và từ cuối cùng light. Light. Âm cuối nguyên đôi AI. Light. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong các vật dụng đồ đạc hàng ngày bằng tiếng Anh. Chúng ta thường xuyên ôn tập lại để nhớ các từ mới này trong hàng ngày nhé. Vậy là bài học hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Các em về nhà chúng ta nhớ theo dõi lại bài học thường xuyên và thực hành thường xuyên để cho nhớ các từ mới này nhé. Và đừng quên là nếu các em có bất kỳ khó khăn nào trong quá trình học thì có thể nói cho cô biết bằng cách để lại bình luận phía bên dưới. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các em ở những bài học kế tiếp. Bye bye!